Rolls-Royce Spectre thứ hai của đại gia Sài Gòn, không dưới 25 tỷ. Mới đây, giới mê xe trong nước đã khá bất ngờ khi bắt gặp một chiếc cúp siêu sang Rolls-Royce Spectre 2024 mới đỗ ngay tại thánh địa siêu xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Thú vị ở chỗ chính là việc chiếc Spectre này gây ấn tượng với màu sơn thời trang, là đặc trưng của chiếc xe điện đầu tiên của Rolls-Royce, khác xa với xe Rolls-Royce Spectre của Minh Nhựa. Màu sơn này của xe Rolls-Royce Spectre Siêu sang chạy điện này có xanh lục khi đi vào ban đêm và ra nắng, hơi ngã sang màu vàng. Phối cùng với đó là các chi tiết sơn đen, cũng như bộ mâm đa chấu kép, thiết kế đẹp mắt cho dòng xe điện này của hãng xe Anh Quốc. Điểm nhấn khác của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Spectre này còn có biển số dễ nhớ, là 51.69889. Biển này chỉ có 3 con số nhưng toàn vào hàng may mắn là 6 tượng trưng cho lộc, 8 là tiền tài, và 9 là thọ. Biển số này được mang ra đấu giá vào 2 tuần trước và được trả cao nhất chỉ 145 triệu đồng. Mức giá xe Rolls-Royce Spectre 2024 điện siêu sang bán ra tại Việt Nam từ 18 tỷ đồng, nhưng chiếc xe này có trang bị tùy chọn thêm, từ màu sơn, mâm đến ngoại thất, nên giá bán có thể trên 25 tỷ đồng, chưa bao gồm các chi phí để xe lăn bánh. Điểm nhấn của dòng xe này chính là việc Rolls-Royce bỏ vào chút hồn cho Spectre qua đôi mắt rất cuốn. Đây là lần đầu hãng xe Anh Quốc đặt đèn pha với vị trí thấp đến vậy, và cũng là chiếc Rolls-Royce duy nhất có giải đèn led chiếu sáng ban ngày đặt trên đèn pha, cụ thể là ngang bằng với đỉnh của lưới tản nhiệt hình lò sưởi nổi tiếng của hãng xe này. Tiếp đến là việc lưới tản nhiệt có hình đền Pantheon đặc trưng, hoặc nhiều người thấy nó giống lò sưởi vẫn xuất hiện nhưng được làm nhỏ lại, vừa đủ tinh tế để nhận ra phong cách đặc trưng của Rolls-Royce. Phía dưới xe có hốc gió chảy dài hết đầu xe và tích hợp thêm một cánh lướt gió nhỏ, sau cùng vẫn là logo Spirit of Ecstasy nằm trên mũi xe nhưng sửa đổi chiều cao ngắn hơn 17mm cùng một số chi tiết khác. Nhờ đó, hệ số cản của xe chỉ 025CD trở thành mẫu xe Rolls-Royce có hiệu suất khí động học tốt nhất. Rolls-Royce Spectre năng động hơn, các mẫu xe đang bán trên thị trường của hãng khi nhìn từ bên hông. Điều này thể hiện rõ qua nẹp sườn thể thao và bộ la răng kích thước 23 inch thiết kế rất táo bạo, không theo khuôn mẫu như đa số các dòng xe khác. Đuôi xe gây ấn tượng mạnh nhất chính là cụm đèn hậu LED ma trận, Nhìn vào đã biết ngay là Rolls-Royce Spectre chạy điện, thuộc bản Coupe, nên Rolls-Royce Spectre 2024 sở hữu cửa mở ngược. Rolls-Royce Spectre là mẫu Coupe 4 chỗ 2 cửa, xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của thân xe lần lượt là 5453 x trên 2080 trên 1559 mm, chiều dài cơ sở 3.210 mm, bán kính quay vòng 12,7 m và trọng lượng không tải 2.975 kg. Rolls-Royce Spectre được trang bị cửa trang trí bằng gỗ Canadel. Các tấm gỗ vơi như tinh tế được làm từ một tấm gỗ duy nhất, được đặt chính xác ở góc 55 độ, tạo thêm nét năng động cho cabin. Việc lắp đặt pin được thiết kế cẩn thận mang lại cho Rolls-Royce Spectre một sàn xe phẳng, không chỉ có vị trí ngồi thấp hơn mà còn cung cấp cho pin chức năng bổ sung, nghĩa là làm vật liệu giảm tiếng ồn có trọng lượng gần 700 kg, nó tạo ra trải nghiệm yên tĩnh mang tính biểu tượng của Rolls-Royce. Spectre sở hữu động cơ điện sản sinh ra công suất tối đa lên đến 577 mã lực và mô men xoắn 900 Nm, thời gian tăng tốc, từ vị trí xuất phát lên 100 km h chỉ 4,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn 250 km h Xe chạy được 515 km theo chu trình thử nghiệm của EPA tại Mỹ, tức có thể vượt từ Sài Gòn đi Nha Trang chỉ sau một lần sạc đầy pin. Hãng xe Anh Quốc chia sẻ với quãng đường 515 km là quá đủ cho khách hàng của mình, sau khi nghiên cứu đầy đủ. Bởi thượng đế của Rolls-Royce trong garage có vài chiếc xe trong garage, nên việc họ thường xuyên phải lái Rolls-Royce Spectre ra đường không nhiều.